Thưa quý vị, trong tháng 5, Việt Nam có đến 165 sự cố hàng không liên quan đến mức độ an toàn bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 5 tháng đầu năm nay, không có bất kỳ tai nạn hàng không nào xảy ra, nhưng vẫn có 165 sự cố uy hiếp an toàn mức E và mức D, mức độ nghiêm trọng và các chỉ số có xu hướng giảm đáng kể so với cùng kỳ. Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ ra nguyên nhân các sự cố này là do máy bay không đỗ đúng vạch, dừng bánh mũi 11 trường hợp, máy bay bị thiếu đàn laser 4 vụ việc, 3 vụ va chạm tàu bay với phương tiện, thiết bị mặt đất, 1 sự cố vật thể bay, 1 sự cố vi phạm khoảng cách an toàn với máy bay, phát hiện 1 trường hợp động vật xâm nhập khu bay.